Nhằm giảm áp lực cho các bậc phụ huynh có con nhỏ, đặc biệt đối với những gia đình cán bộ công chức và công nhân lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn. Trong thời gian nghỉ hè, các trường trên địa bàn quận Bình Thủy sẽ tổ chức dạy hè. Năm nay, các trường trên địa bàn quận Bình Thủy sẽ tổ chức học hè cho học sinh ngay tại trường trong 2 tháng, tháng 6 và tháng 7. Căn cứ theo số lượng đăng ký của phụ huynh, nếu số lượng học sinh đủ để cân đối trả lương cho giáo viên và các chi phí khác, thì nhà trường sẽ tổ chức các lớp học hè. Đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở thì không tổ chức dạy thêm, học thêm trong dịp hè. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh có thể đăng ký cho con em mình tham gia các lớp năng khiếu, các hoạt động kỹ năng sống. Để các em học tại trường nhưng vẫn có mùa hè sôi nổi, bổ ích, các trường đã xây dựng chương trình học tập, vui chơi phù hợp để trẻ được trải nghiệm môi trường giáo dục sớm nhằm phát triển toàn diện các lĩnh vực, ngôn ngữ, thể chất, năng khiếu, tư duy, tình cảm, kỹ năng mềm. Học phí và các khoản ăn uống, giữ trẻ được Phòng Giáo dục và Đào tạo quận chấp thuận và có sự đồng thuận của phụ huynh.